Bài này các bạn chúng ta giúp Hương đó là luồn cái sợi dây kháng xuống phía phần cổ chân như Hương đang làm nhé. Tiếp theo đây là gì? Các bạn chúng ta vẫn set up cái form đó là ngực mở, bụng chắc. Các bạn chúng ta đứng form tự nhiên, cái bài này chúng ta sẽ không siết mông để chúng ta đưa được chân ra ngoài nhé. Chân dạng rộng bằng vai hoặc là bằng hông thôi này. Với cái bài này thì ngoài cái việc tác động đến khu vực chân mông đùi thì nó sẽ bổ trợ cho các bạn cái khu vực cổ chân nó sẽ khỏe hơn. Dành cho những bạn nào mà chúng ta chân bước xuống, các bạn chúng ta hay bị run nhá, thì cái bài này nó sẽ bổ trợ rất là tốt, cho nên các bạn chúng ta có thể tập thường xuyên. Ok, các bạn có tường thì các bạn chúng ta có thể bám vào tường nếu các bạn chúng ta đang gặp vấn đề về giữ thăng bằng. Còn nếu không thì các bạn chúng ta đứng bình thường như Hương này. Kéo. Giữ thân trên chắc này. Kéo duy nhất thân dưới này. Ok. Chúng ta sẽ đau toàn bộ khu vực mông lớn phía ngoài này này, kéo dọc xuống khu vực đùi và bắp chân. Ha. Mũi chân của chúng ta sẽ gập lên các bạn nhé. Mũi chân gập lên nha. Đó. Thực hiện 3 lần, mỗi lần là 12 cái giúp Hương. Chúc các bạn thành công. À quên, bài này còn giúp cho các bạn chúng ta